Và lần này Hina tiếp tục thuyết phục Dạ cho con theo học khóa 1 kèm 1. Bởi vì sao? Bởi vì Hina dám cam kết chất lượng. Mình hay gọi vui là được bảo hành đó cả nhà. Và con học không hiệu quả thì sẽ được hoàn lại tiền. Đặc biệt các cam kết này được thể hiện minh bạch trong hợp đồng bằng văn bản vô cùng rõ ràng mà không nhiều bên có được. Thứ hai là hệ thống học cực kỳ chuyên nghiệp. Nhiều nơi sẽ dạy qua Skype. Zoom là phần mềm miễn phí tạo ra với nhiều mục đích không tối ưu trong cái việc giảng dạy online. Ở Hina học trên BBB Wizis, hệ thống chuyên biệt hiện đại nhất dành cho học online, không bị gián đoạn khi học. Cả giáo viên và học sinh đều có thể tương tác ấn chạm trực tiếp ngay trên màn hình học. Thầy cô dễ truyền tải, bé học dễ tiếp thu, buổi học thú vị và hiệu quả hơn rất là nhiều. Thứ ba là giáo viên giỏi nè, chuyên môn cao. Giáo viên tại Hina đều được tuyển chọn đầu vào rất gắt gao, 100% đều có chứng chỉ và nghiệp vụ sư phạm quốc tế như là TESOL, TOEFL, IELTS và tối thiểu là 7.0. Thầy cô giáo ở đây không những vui tính mà còn rất là kiên nhẫn, được đào tạo nhiều cách thu hút trẻ. Trẻ yếu đến đâu, lười học như thế nào thì vẫn có thể mạnh dạn, tự tin, yêu thích học tiếng Anh ngay và liền luôn. Và ngoài ra thì Hina English còn có các chính sách 100% có lợi cho học viên mà Dạ rất là thích. Con học không tiến bộ được hoàn lại học phí 100% buổi học, ghi hình, mẹ dễ theo dõi, con dễ ôn tập. Có giáo vụ người Việt sắp xếp lịch học, ôn tập cho con và Dạ chấm cho dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Hina là 5 sao luôn. Bởi vì sao? Bởi vì rất là tận tâm và chu đáo.